mọi người. Bữa giờ thì nhà nhà người người đi chụp ảnh căn cước công dân đó mọi người. Thì hôm nay Ngân sẽ hướng dẫn mọi người một cái cách make up nhìn rất là tự nhiên, đơn giản mà nó có sức sống một xíu để mình đi chụp ảnh căn cước công dân mà lên đó không có bị bắt phải tẩy trang nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu video nha. Đầu tiên sẽ là bước cấp ẩm cho da, đây là bước không thể thiếu trước khi mà mình make up. Sau khi mình cấp ẩm cho da thì để tầm 2 phút cho mấy cái dưỡng chất nó thấm vào da, thì tiếp tục sau đó mình sẽ sử dụng kem chống nắng nha. Vẫn là em kem chống nắng quen thuộc của nhà Jeju đó mọi người. Em này thì có một cái ưu điểm là nâng tông khá là ok và có những cái hạt nhũ lấp lánh nữa. Tuy nhiên thì cái khuyết điểm là chất kem quá đặc, kiểu như là mình cho lên mặt đến đâu là mình phải tán liền đến đó, chứ không thôi nó sẽ rất là khó tán luôn á. Bước kem chống nắng thì sẽ đến lớp cushion. Thì để muốn mà cái lớp nền thật là mỏng nhẹ thì mình sẽ dùng cushion. Hôm nay thì Ngân sẽ dùng của Misa. Và Ngân sẽ cho một cái lượng ít vừa đủ để mình làm đều cái màu da thôi. Mình đừng có cho quá nhiều thì cái nó sẽ rất là dày á mọi người. Nếu mà da mặt bạn nào có nhiều khuyết điểm thì mình có thể sử dụng thêm kem che khuyết điểm nữa. Nếu mà mình ít quá thì mình có thể pass qua cái bước này luôn ha. Tiếp theo là đến bước phấn phủ. Tại vì như mọi người biết á, là trong cái phòng chụp căn cước công dân bây giờ đang rất là đông người và mình phải chờ rất là lâu, cho nên mình phải phủ phấn để nó kìm dầu và cũng như là kìm mồ hôi của mình lại trong cái quá trình mà mình chờ và đến lúc mình chụp nha mọi người. Về cái phần chân mày á, thì để cho được tự nhiên nhất. Nếu bạn nào mà đã có cái khuôn chân mày, lông chân mày nó đậm sẵn rồi á, thì mình chỉ dùng mascara cho chân mày là đã ok rồi. Hôm nay thì mình dùng của Sivana và màu nâu. Thì nếu như bạn nào có cái chân mày quá nhạt thì mình có thể sử dụng chì kẻ chân mày màu nâu để nhìn cho nó được tự nhiên và nó nhẹ nhàng hơn nha. Về phần màu mắt và màu má thì hôm nay Ngân sẽ dùng bảng màu má của Hasaya Girl. Cái này ở trong đây có rất là nhiều tông màu má rất là dễ thương luôn. Ngân sẽ dùng cái màu má hồng, hồng phấn của cái trong bảng màu này, Ngân sẽ làm màu mắt luôn. Cho đậm màu ở cái phần chân mi á, và Ngân sẽ blend nhẹ lên cái phần bầu mắt. Tương tự thì Ngân sẽ dùng với mi mắt dưới luôn. Mọi người xong cái phần màu mắt rồi nè, rất là nhẹ nhàng luôn. Đừng có tham đánh đậm quá nha, tại đánh đậm quá là sẽ bắt đi tẩy trang đó. Tiếp theo thì Ngân sẽ bấm mi, bấm từ chân mi và mình nhấp nhẹ ra phần đầu của ngọn mi, thì như vậy cái mi nó sẽ cong nhiều hơn. Mascara hôm nay Ngân dùng là của Misa 4D nha. Ngân cũng sẽ chuốt mi từ phần chân mi và mình chuốt theo đường zigzag á, thì cái sợi mi nó sẽ tơi hơn và nó sẽ không có bị vón cục. Quay trở lại cái bảng màu má đó, thì Ngân sẽ dùng tiếp cái màu cam trong cái bảng má này luôn. Màu má thì mình cũng đánh sương sương thôi nha mọi người. Son thì Ngân dùng son của Agapen màu 03. Và mình sẽ đánh nhẹ cái phần lòng môi và mình bậm dần cho nó loang ra cái phần viền môi luôn.
tay của khi mình đi chụp ảnh căn cước công dân thì mình không có được để xõa xù 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 được mọi người. Mình bắt buộc phải cho gọn vào hai bên tay luôn. Đó. Trời ơi, tự nhiên khúc này đang làm gió quá trời gió luôn mọi người. Ta-da, vậy là xong cái phần make up cũng như tóc và trang phục ngày hôm nay để đi chụp ảnh căn cước công dân rồi đó. Hy vọng thì hôm nay Ngân sẽ recommend được mọi người một cái lao make up thật là nhẹ nhàng nhưng mà nhìn nó cũng có sức sống một xíu để mình có thể đi chụp ảnh căn cước công dân nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video và đừng quên subscribe kênh của Ngân để có thể đón chờ những video mới nha. Hẹn gặp mọi người những video lần sau.